Hi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người, hôm nay là mình sẽ tiến hành gọi là đi bắt Pokemon huyền thoại. Thì đi bắt Pokemon huyền thoại là Pokemon đảo khác bằng cách gọi chung là đi đường cửa sau. Do con game này phát hiện được cái lối á, nên thành ra là mình sẽ tiến hành. Và ở trong trường hợp này chúng ta muốn đi á, chúng ta phải có ô kim cương màu à. Chúng ta phải có một ắc thật là lớn mới được. Coi vậy. Mở xong chọn một Pokemon SR. Thiếu gì ta? Mình không biết là SR mình thiếu con gì luôn á. Rồi. Tiêu 3000 kim cương. Xong lâu còn đâu nữa. Nhiệm vụ tuần mà kêu 3000 kim cương ít quá. Mua item trong shop 20 lần. 20 lần, 17 lần rồi. Bây giờ mua item thì thôi mua cái đá này cho rồi đi. Ngon. Mua vàng 15 lần. Cứ mua full đi cho chắc. Kim cương nhiều mà. Cày kim cương nhiều thì để làm gì chứ. Xong. Mua thể được 15 lần. Không mua được. Rồi xác nhận. Mình có một đống đồ để mình lo rồi. Và mình sẽ nhờ bạn nào đó để kéo mình lên nè. Hình như top nó nghỉ hết rồi sao á. Chắc lộn xộn là phải qua một cái khác. Ở đây nhiều người chưa tặng cho mình quá ta. Một ngày, hai ngày, một ngày, hai ngày không. Xóa bạn bè với những cái người mà ít online đi. Hoặc là lực chiến quá thấp. Những cái người này thường đa số là chỉ vào chơi ngó cái xong rồi ra đó mà. Rồi. Top không online rồi. Đây, giai đoạn chuẩn bị. Ngày mai là bên mình sẽ mở. Đủ căng à. Mình để coi mình được bao nhiêu bóng rồi. Và mình sẽ tiến hành lấy được một số cái Pokemon nào. TM lục chọn. Chiến ý. Túi mặn Pokemon SR chọn. Có con SR nào không? Lấy được con Mew rồi này. SR chọn là Gyarados rồi. Mega. Không có nào của ta. Thôi chọn đại thôi chứ sao giờ. Ở đây nó kêu mình chọn một con Pokemon SR luôn. Mình không biết là mình nên chọn con nào. Hầu như con nào mình cũng có rồi. Kabigon thì bó tay. Rồi con này đi. Con này thì mình cũng đang có. Lấy con nào SR đây? À, Pokemon R đấy hả? R thì lấy con gì đây? Bây giờ mình nhìn xuống, R không có nào hết. R là chỉ mình có đi to thôi. Mà đi to thì làm gì có ở đây ta? Coi có đít to không? Không có luôn. Thôi chọn con này đi. Mình vẫn còn ít bóng để chuẩn bị cho ngày hôm sau quá. Ui có các bạn nào đang ở tầng 2 không? Mình muốn qua bên đó. Trời ơi. Có bạn nào ở tầng 2 không? Ở đây là muốn được thì ngày mai bắt đầu là dân chúng mới kéo qua này bắt Pokemon huyền thoại. Còn giờ bên tầng 2 chủ yếu đi bắt mấy con này thôi. Ôi thật là căng thẳng.
đảo trung tâm. Hầu như là không có con Pokemon nào mới. Ngày mai mình sẽ tiến hành bắt cái này. Nãy mình quên mất là chơi vô cái này mới đầu chứ. Ôi trời. Hôm nay mình thật là ngáo á. À mà kiểu này là chăn hủ này mình sẽ nhập cái code nha. Mình thấy có một cái code à, mấy cái code trên Facebook á, nó có một cái giờ mới có 1 giờ trưa. Ui trời, ôi con game này, hướng dẫn rút thẻ lạp tiền, lễ hội mở server, thẻ thông hành. Ồ, nhập code, tìm cái cài đặt, đồ đồng hành mới, Pikachu. Nó lại hợp lý. Từ từ câu giờ và tìm cái cài đặt đúng không? Thật ra nó ở đây nè. Coi còn gì không? Đổi tài khoản mặc định gift code. Đủ. Code là HI. Đây. Mega 1. Đổi. Happy Mega Day à? Happy Mega Day 1. Để mình coi lại coi trên Facebook coi code nó là gì nhá. Mình coi thì mình hóa ra là mình chưa viết hoa mọi người. Để mình viết hoa lên và lấy gift code. Happy Day Mega 1. Cái này là mình lấy được trên Facebook nha. Rồi, gift code đã gửi vô thư rồi. Vô thư lấy thôi. Gift code này cho 200 kim cương, thể lực thì ok, ngon. Được rồi. Mình có được gift code rồi mà mình sẽ làm gì tiếp theo mọi người? Hai, tính ra là mình cũng còn nhiều gift code lắm luôn. Nên mình nghĩ là mình thôi trong clip này mình sẽ nhập gift code hết. Gift code tiếp theo á, đây là livestream. Mình có ghi ra rồi để mình tổng hợp một lần luôn, nhưng mà thôi chịu không sao. Đây. Live stream 2506. Do game hình như ra mắt ngày 2506 sao á. Cái này phải viết hoa đó hả? Like like sờ chim đổi. Rồi cái thứ hai nha, mình sẽ tiến hành qua cái thứ ba. Rồi cái tiếp theo, với cái tiếp theo này thì mình chỉ cần nhắn đơn giản thôi, nhưng mà cái game này mình hơi khó chịu cái là phải bắt viết hoa. Mega VIP 10k. Đó, nhắn vô. Rồi được một cái nữa. Cái thứ tư. Cái thứ tư chúng ta chỉ cần đổi thôi 20k. Rồi tiếp rồi. 20k rồi 30k phải. 30k. 30k không đúng thì 35k. 10 20. Cái thứ tư. Vâng, 30k xong rồi. 35k xong rồi còn nhiều đó, 4 cái rồi đó. Mình quên mất có một cái mình chưa có làm nữa. Đó chính là cái 25k. Cái 25k nãy mình ghi lộn, đó 25k. Rồi, sau đó là 50k. 50k này, đó, lên. Tiếp tục tới cái 70k nữa.
70k hay 75k ta? 75k thử coi. Rồi cái 75k đúng rồi nha. Rồi còn một số cái nữa thì bây giờ mình sẽ chuyển qua mảng 2. Rồi cái tiếp theo là lấy được hai chữ mega, sau đó là ghi chữ ra. Mega top 1. Vô. Hai nhập ít. Ủa, mega top 1 đúng không ta? Cái gift code này như hết hạn sao á, nên mình sẽ bỏ cái gift code này luôn. Mình sẽ lấy cái tiếp theo này, đó. SOS. SOS. Mega đại chiến. Đó, rồi, được cái gift code không? Ủa? Cái này lại hết hạn nữa hả? À, chịu, thế thì chơi cốt này. Rồi xong. Rồi để mình coi thử danh sách của mình còn bao nhiêu cái cốt nữa, mình nhập luôn cho một lần cho tiện. Rồi tiếp theo nè. VIP. À lại quên không biết hóa bắt đầu. VIP Korea 3 triệu. Không biết là cái code này còn hoạt động không? Ồ, được rồi. Rồi thử tiếp cái hai cái code này coi. Mega 999. Đổi. Rồi xong. Thêm một cái code nữa này. Đại chiến 888. Ủa kỳ vậy? Không hoạt động luôn. Mình bị mất nhiều gift code quá, mình tính để dành mình nhập một lần làm video luôn mà ai ngờ mình bị mất nhiều quá mọi người ạ. Thôi không sao. Còn cái khác nữa mà. Bo ke 888. Thêm cái này nữa. Yeah. Cũng được có 10 cái gift code à, hình như còn thiếu mấy cái nữa. Mình thấy lạ tại sao một số gift code mình không hoạt động được ta. Trong đó có mình nhập mà lứt phụ thì được mà lứt như lứt này không được. SOS. Mega đại chiến 88 đó, như cái này không chính xác là mình cũng không hiểu luôn á. Nói chung là viết code thì cái được cái không, nên thành ra là nó có hạn hay không có hạn cũng tùy thôi. Mình sẽ tiến hành gọi là càn quét mấy cái này nha. Ở đây là cái mốc này. Mốc 10k người này. Đó. Coi có cái gì. Rồi được 10k kim cương quả bóng. Ok. Xóa. Mốc livestream. Livestream có đa tiến hóa. Lấy. Mốc 35.000. 35.000 người đăng ký, mốc 25.000 người đăng ký. Rồi cũng không có gì đâu. Mấy cái mốc này ở trên Bigger thôi chứ không gì ngon cả. Qua cái này thì chúng ta được con này. Con này cũng đơn giản gì đó. Đỡ phải đi kiếm một hai con. Ô su à. Ô rồng này. Rồng Charizard. VIP code 3 triệu thì chúng ta có con Pikachu nha. Mà mình cũng không hiểu Pikachu làm cái gì nữa. Rồng và tiếp tục là rồng và 99 kim cương. Ồ. Thì hiện tại mình đã bổ sung và nhập code cho các bạn là 10 code. Thì mọi người coi lấy, nếu mà thích thì nhớ đăng ký kênh, like, share cho mình, ủng hộ mình nha mọi người nha.
Thôi bye bye mọi người, là mình xin kết thúc clip ở đây đây. Bye bye.